Camry 2018 và lột bỏ phim cách đây rất là lâu rồi. Chúng ta đã dán một cái dòng phim cách nhiệt, xịn, ngon lành. Và bác khách hàng đã lựa chọn cái phòng phim 3M hạng thương gia. Và hôm nay thì em sẽ làm một quy trình rất là chi tiết để các bác thấy rằng là cái cách làm dán phim con này như thế nào, đồng thời cái màu sắc, chất lượng phim ra sao nhá. Với 3M, có 3M hạng thương gia, chúng ta có sử dụng cái kính lái là CR70, kính sườn là CR40, kính hậu là CR20. Và những cái dòng phim này như thế nào, chúng ta hãy cùng xem là cái từng cái mã một chúng ta cái chất lượng ra sao nhá. Và các bạn đang quy trình đang làm như vậy thì chúng ta sẽ nói luôn về cái chất lượng của phim. Thứ nhất là về cái CR70. CR70 thì phản xạ nó 50%, truyền sáng là 69%, ngăn tiêu UV là 99,9%, ngăn hồng ngoại là 97% và màu sắc là sáng. Màu sáng này chúng ta dùng cái kính lái nhé, chủ yếu dùng kính lái các bác nhá. Và cái CR40 thì phản xạ là 60%, chuyển sáng là 39%, ngăn tiêu UV 99,9%, ngăn hồng ngoại là 97%, và màu sẽ là màu hơi tối một chút. Còn đối với kính hậu, chúng ta sẽ sử dụng cái CR20. CR20 thì chúng ta có phản xạ 62%, chuyển sáng là 21%, ngăn tiêu UV là 99,9% và ngăn hồng ngoại 97%, và nó là màu tối nhá. Và chúng ta tại sao chúng ta sử dụng những cái mã phim khác nhau như vậy ạ? Về cái đối với dòng 3M ấy, thì cái màu sắc sáng tối nó sẽ khác nhau một chút. Vì vậy cái việc mà các khách hàng thông thường cái gói thương gia hay gói gì đó nó đều có cái màu sắc nó tương đồng sử dụng cho cái việc mà phản chiếu ánh sáng. Ví dụ như kính lái chúng ta bắt buộc phải dùng sáng này. Đối với kính sườn hậu chúng ta dùng màu sẫm, và kính hậu chúng ta dùng tối cũng được. Đó, do chúng ta sử dụng cái nhu cầu của mình. Mình muốn là cái xe của chúng ta màu sắc là sao thôi ạ. Và đương nhiên là cái một cái dòng cách nhiệt ấy sẽ mang lại rất là nhiều yếu tố, đúng không ạ? Yếu tố thứ nhất mà chúng ta mang lại chính là cái cách nhiệt. Cách nhiệt 97% thì độ mát nó rất là mát, đúng không ạ? Thứ hai, đối với cái giữ sự riêng tư, cái là chúng ta khi từ bên ngoài nhìn vào trong thì cái ánh người ta sẽ khó nhìn hơn người bên trong ngồi trong xe. Riêng tư. Thứ ba nữa chính là cái cách nhiệt ấy, và anh khi bên trong mà chúng ta không đi nóng ấy thì cái việc điều hòa chạy, nhiên liệu chạy nó sẽ đỡ rất là nhiều. Tiếp theo nữa chính là cái việc vỡ vụn kính khi mà chúng ta đi trên đường ấy, chẳng may cái vật nó rơi vào kính chúng ta ấy, mà chúng ta nó giữ lại phim, nó giữ lại cái phần kính bị vỡ, nó không ảnh hưởng cái người bên trong xe chúng ta. Cái điều đó rất là quan trọng các bác nhá. Đó thì rất nhiều cái yếu tố để chúng ta cần phải sử dụng, kể cả ngăn tiêu UV. UV của nó đối với như môi trường chúng ta càng ngày khắc nghiệt á thì UV nó lên nó rất là cao, mà chúng ta không có phim cách nhiệt thì thực sự là quá ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta đấy ạ. Vì vậy là cái việc của chúng ta dán phim nhiệt là hầu như là bắt buộc các bác nhá. Còn đối với quy trình làm thì các bác để ý không ạ? Chúng ta dùng kính lái xong rồi, bên đây là kính sườn, kính hậu. Kính sườn, kính đối với kính sườn thì chúng ta thấy các bạn làm không ạ? Mọi thứ cho dù là khi quy trình làm nó rất là chi tiết, bắt buộc chúng ta phải làm sạch kính trước khi mà chúng ta dán phim nhá. Nếu mà kính mà sao không sạch ấy thì khi mà chúng ta dán phim vào nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề là thẩm mỹ các bác nhá. Đó, mọi quy trình phần auto làm rất là chi tiết như thế này. Và để các bạn thực tất là chi tiết từ cắt phim cho đến vào phim như thế nào, phần đồng làm cực kỳ chi tiết để các bác thấy rằng là cái gói thương gia chúng ta dán cái màu sắc của nó ra sao, chất lượng phim như thế nào. Đó, quy trình làm rất chi tiết. Đó. Và chúng ta nói sơ qua về cái những cái dòng phim cách nhiệt ở thị trường chúng ta. Thứ nhất là đứng đầu danh sách chúng ta thấy rằng là phim 3M hiện tại đang đứng đầu danh sách, đúng không ạ? Và những bác khách hàng cứ hỏi rằng là cái phim cách nhiệt mà chỉ sợ hàng nhái hàng giả, thì đối với tiêu chí chúng ta cái lựa chọn cái đơn vị dán phim cách nhiệt là đơn vị nào, lớn hay nhỏ, và cái cam kết đơn vị đó là sao. Và thứ hai nữa là cái mã phim, từng mã phim nó có những cái chất lượng, kể cả màu tím tím này, đây không ạ? Cái mã phim sẽ có cái màu sẽ xịt nước vào cái màu tím tím bên này. Dòng phim này là dòng phim của 3M, 3M chuẩn 100% đấy ạ. Và cái bảo hành điện tử, cái đối với bảo hành điện tử chúng ta để ý, rất là để ý nhé. Bảo hành điện tử chúng ta sẽ gửi qua mail, chúng ta sẽ căn cứ vào đó để chúng ta bảo hành cái sản phẩm của chúng ta nhé. Và đương nhiên là cái đội kỹ thuật thợ làm ấy, đối với dòng phim nhiệt ấy, thì các bạn đấy, thứ nhất là các bạn phải tinh ý, thứ hai là tay nghề các bạn làm lâu rồi, chúng ta mang lại cái chất lượng phim tốt hơn. Còn nếu mà phim tốt mà cái độ kỹ thuật nó kém, tay nghề kém thì đương nhiên nó sẽ mang lại chúng ta cái kết quả sẽ không được tốt, đúng không ạ? Đó, các bác để ý tất mọi cái quy trình phân tu làm cho cái dòng xe này rất là chi tiết. Đó, các bác để ý không ạ? Cực kỳ chi tiết, đúng không ạ? Từ những cái từ bên trong nhìn ra các bác để ý nó rất là sáng, đúng không ạ? Bên ngoài nhìn vào thì thấy nó tối. Đó. Và sức khỏe của các bạn làm cái dòng phim này cũng khá là lấy đấy ạ. Còn đây là kết quả các bác này. Đối với khi nhìn từ bên ngoài nhìn vào, chúng ta thấy cái màu như này đúng không ạ? Sang trọng hơn cho xe chúng ta. Từ bên trong nhìn ra thì sáng như ban ngày như này, cực kỳ sáng như này.
các bạn thấy không? Như là chúng ta ngồi bình thường mà chúng ta không có dán phim vậy, còn từ bên ngoài nhìn vào thì trong suốt như vậy, bên ngoài nhìn vào thì cái độ tối như vậy của từ trong mình ra trong suốt như này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video phần đầu tủ, cảm ơn các bác rất nhiều.